Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta được nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng cấm thì họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ 4 điểm với anh chị em trong bài trong phần phụng vụ lời Chúa của ngày Chủ nhật 23 thường niên năm B. Bài đọc 1. Trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah chương 35 câu 4 cho đến câu 7. Thưa anh chị em, chúng ta thường nghe rao giảng Thiên Chúa là tình yêu, là cha giàu lòng thương xót, là đấng nhân hậu từ bi. Mà trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta lại nghe ngôn sứ Isaiah nói sắp tới ngày Thiên Chúa báo phục, có chỗ khác gọi là báo thù, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội. Vậy ta phải hiểu thế nào về việc này? Mời anh chị em cùng với tôi, chúng ta tìm hiểu từ này, từ báo phục này ở trong Kinh Thánh. Thưa anh chị em, chính ngôn sứ Isaiah đã giải thích rất rõ. Ông rao giảng vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nghĩa là trước Chúa Kitô giáng sinh, thời mà dân Israel bị lưu đày sang Babylon. Vào thời điểm đó, nhiều người chao đảo, mất hết niềm hy vọng, có thể nói họ sống trong tuyệt vọng. Vì Isaiah nói: Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủng rủng được vững vàng. Và để trấn an họ, ngôn sứ Isaiah công bố ngày báo phục của Thiên Chúa. Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội. Và lập tức Isaiah định nghĩa thế nào là báo phục. Xin anh chị em để ý điểm này: chính người sẽ đến cứu anh em. Rồi ông tiếp tục: Bây giờ mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc nghe được. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nay, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Điểm thứ hai, thưa anh chị em, kiểu nói sự báo phục của Thiên Chúa không phải là một lời đe dọa, trả thù, trả oán gì ai hết, nhưng là một lời hứa cứu độ. Thưa anh chị em, vì thế từ báo phục ở đây có một ý nghĩa hết sức là tích cực, chứ không phải là tiêu cực. Trong bản văn chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa không hề có ý định báo thù hay là trả đũa con người gì hết, nhưng là Thiên Chúa muốn chống lại sự dữ, tiêu diệt cái ác làm hại con người, dìm con người xuống vực sâu. Như Isaiah đã nói: mắt người mù mở ra, tay người điếc nghe được, người què sẽ nhảy nhót như nay, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò, các tù nhân sẽ được giải thoát. Điểm thứ ba, chúng ta cần lưu ý rằng không phải lúc nào người ta cũng nghĩ như vậy đâu anh chị em. Trong lịch sử Kinh Thánh, bản văn Isaiah được viết rất là muộn, khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, và phải trải qua một thời gian rất dài thì dân Israel mới hiểu Thiên Chúa là đấng cứu độ. Nhờ lời rao giảng của các ngôn sứ, họ mới bắt đầu khám phá ra Thiên Chúa
đúng như Ngài phải có. Thiên Chúa là tình yêu, chứ không phải như họ tưởng tượng. Mà lúc bây giờ ý nghĩa của từ báo phục đã thay đổi hoàn toàn từ anh chị em. Điểm cuối cùng trong bài đọc 1 rất là cụ thể thôi. Khi Isaiah viết bản văn chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1 đó, thì ân cứu độ được người đương thời với ông đang mong đợi, mong đợi lắm. Và tất cả những người Israel đang sống kiếp lưu đày ở Babylon mong được giải thoát để có thể trở về quê cha đất tổ. Họ đã trải qua những giờ phút kinh hoàng khi đạo quân của vua Nabucodonosor bao vây Jerusalem. Và cho đến bây giờ cuộc lưu đày vẫn chưa chấm dứt. Đã 50 năm rồi, thời gian đau khổ quá dài khiến họ tuyệt vọng. Do đó không phải vô tình mà ngôn sứ Isaiah mời gọi: hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủng rủng được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan: can đảm lên, đừng sợ. Trong 50 năm sống kiếp lưu đày, dân Israel luôn mơ ngày trở về quê hương yêu dấu, nhưng không dám tin rằng giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Và đây là điều Isaiah nói: chẳng bao lâu nữa những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở vui cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Thưa anh chị em, trong thánh lễ này chúng ta hiệp ý xin Chúa tiêu diệt sự dữ đang làm khổ chúng ta, đó là cơn đại dịch Covid-19 này. Để đau khổ, khóc than, chết chóc không còn nữa trên thế giới hôm nay, thưa anh chị em. Điểm thứ hai, đáp ca là thánh vịnh 145 mà chúng ta vừa nghe cha Phêrô Khánh hát đó, là thánh vịnh chia sẻ cùng một ý niệm về ân cứu độ với ngôn sứ Isaiah, dành cho nhiều người thụ hưởng khác nhau: mù, điếc, câm, què quặt, bị áp bức, đau khổ, ngoại kiều, quá phụ và cô nhi. Isaiah là vị ngôn sứ của ân cứu độ tuyệt vời, và ta tìm thấy trong bài đọc 1 cũng có những đối tượng giống như vậy. Ta có lý do chính đáng để tin rằng các ngôn sứ có ảnh hưởng đến kinh nguyện của Israel, nhưng ta cũng sẽ chấp nhận tinh thần học của các thánh vịnh. Cách riêng là thánh vịnh 145 hôm nay là cao điểm thần học của các ngôn sứ, thưa anh chị em. Ơn cứu độ của Thiên Chúa được diễn tả bằng một loạt các hành động: Chúa xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn, giải thoát những ai tù tội, mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Trong thánh vịnh 145 mà chúng ta vừa nghe có nhiều chất liệu giúp mỗi người chúng ta ca tụng Chúa. Điểm thứ ba, bài đọc 2 trích từ thư Thánh Gia-cô-bê tông đồ chương 2 câu 1 câu 5: phải kính trọng người nghèo. Thưa anh chị em, chúng ta tìm hiểu mấy điểm. Điểm thứ nhất, thưa anh chị em, bài đọc 2 hôm nay trích từ thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Thư này nhằm mục đích luân lý hơn là trình bày một giáo thuyết nào. Vì thế tác giả chú ý đến cách cư xử giữa con người với nhau, khuyên giữ miệng lưỡi, kiên tâm bền chí khi bị thử thách, và phải có lòng kính trọng người nghèo, đồng thời lấy việc làm để minh chứng đức tin. Trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Gia-cô-bê nói về nạn kỳ thị trong nội bộ của giáo hội chúng ta này. Ngài phản đối việc phân biệt đối xử, kỳ thị thiên tư dưới bất cứ hình thức nào, vì bất cứ lý do nào: xã hội, chủng tộc, giàu nghèo. Vì đối xử thiên tư là một khuyết điểm trong cách giao tế, lại càng là khuyết điểm trong cách sống đạo. Cựu ước thường chống lại thái độ này, nhất là khi nó vi phạm quyền lợi chính đáng của người khác. Còn Tân ước cũng nhiều lần nhắc rằng Thiên Chúa không có đối xử thiên tư với bất cứ ai hết. Hơn nữa,
cách tuyển chọn của Thiên Chúa khác với người đời. Chúa nhìn phần thâm thúy bên trong, còn người đời chỉ nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài. Vì thế Chúa chọn người nghèo tiền nghèo của mà giàu lòng tin, và hứa cho họ gia tài vĩnh cửu trong ngày cánh chung. Người giàu ở đây, thưa anh chị em, không phải là người giàu cách chung chung đâu, nhưng là một số người có địa vị trong cộng đoàn Kitô hữu lúc bấy giờ. Điểm thứ hai, người ta thường thích nghe kể cái việc mà ông Samuel đó thiên vị trong việc chọn người kế vị vua Saul bị Chúa trước phế. Tôi kể vắn tắt cho anh chị em nghe. Con người chúng ta thì dễ bị gọi là thiên vị lắm. Chúa sai ông Samuel đi Bethlehem để gặp ông Giê-xê, vì Chúa muốn chọn một trong các người con trai của ông lên làm vua Israel thay vua Saul. Ông Samuel vâng lời ra đi, nhưng ông không có biết Chúa sẽ chọn ai trong số các con trai của ông Giê-xê. Bảy người con trai của ông Giê-xê đều cao ráo đẹp trai lắm, lần lượt đi qua trước mặt ông. Nhưng mỗi lần ông nghĩ chắc Chúa chọn anh chàng này đây, bởi vì nó cao lớn, nó đẹp người lắm. Và ông định sức dầu tấn phong thì Đức Chúa lại gạt đi và bảo ông: đừng xét theo hình dáng và dốc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó rồi. Thiên Chúa không nhìn theo những người phàm đâu. Lúc đó ông Samuel mới hỏi ông Giê-xê: ông còn đứa con nào nữa không? Ông Giê-xê cho biết ông còn đứa con trai út đang chăn chiên ở ngoài đồng. Và theo lệnh ông Samuel, ông Giê-xê cho người đi đón David, đứa con trai út của ông đang chăn chiên ngoài đồng, trở về nhà ngay. Vì ông Samuel nói: chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi David trở về. David có mái tóc hung, có đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel: đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chỉnh nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho David ở giữa các anh của David. Thần khí của Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Điểm thứ ba, trong lịch sử Israel chúng ta cũng thấy Thiên Chúa vui lòng khi chọn những người bé mọn nhất, như trường hợp của Abraham, một người du mục được Chúa chọn làm tổ phụ dân Israel. Ông Môsê, cái người đang nghĩa là chạy trốn khỏi Ai Cập vì đã giết chết một người Ai Cập, đang chăn chiên cho người cha vợ của mình ở chân núi Horeb, thì Chúa hiện ra và bảo ông đi đến gặp Pharaon để rồi nói là cho dân Israel ra khỏi Ai Cập đi về đất hứa. Mà ông là cái người ông sợ lắm, ông từ chối, ông nói cũng như nó ngọng, ông nói không có suôn sẻ lắm. Nhưng mà Chúa nói: cứ đi, ta sẽ ở cùng ngươi. Hay là như David hoặc Salomon, như tôi vừa kể anh chị em, Bethlehem là nơi nhỏ nhất trong các bộ tộc Juda, Nazareth là nơi đâu có cái gì hay. Tuy nhiên chính với những người nghèo hèn, những nơi chẳng tiếng tăm gì mà Chúa chọn để cho thế gian thấy sự giàu sang của người. Chính Thánh Phaolô cho ta biết: kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình xanh, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Thưa anh chị em, tôn trọng mọi người, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh, những ai đói rách bần cùng, đừng kỳ thị thiên tư, là việc mỗi người chúng ta cần quan tâm thực hiện mỗi ngày. Nhờ đó ta có thể trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu, là đấng yêu thương tất cả mọi người, đón nhận và nâng đỡ hết thảy mọi người. Khi đọc nghe cái bài đọc hai này anh chị em, tôi đề nghị mỗi người chúng ta, linh mục tu sĩ hay là giáo dân gì cũng vậy, chúng ta nên xét mình lại trước mặt Chúa, coi chúng ta có kỳ thị, có thiên tư, có đối xử bất công với người này người kia không, nhất là đối với những người nghèo khổ. Chúng ta xét mình và trả lời trước mặt Chúa. Và cuối cùng, bài tin mừng Marco chương 7 câu 31 cho đến 37, Đức Giê-xu chữa lành người vừa điếc vừa ngọng. Nghe nói ú ớ thôi, không có câm hẳn, nhưng mà nói không có ra gì hết. Điểm thứ nhất, thưa anh chị em,
Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng xảy ra tại miền Thập Tỉnh, nghĩa là một liên bang gồm 10 thành phố Hy Lạp, miền đất dân ngoại, thưa anh chị em. Việc đó báo trước sứ mạng sau này của giáo hội là phải đối xử bình đẳng đến với muôn dân và đối xử bình đẳng với muôn dân. Trong câu chuyện phép lạ, ta thấy Chúa Giêsu làm hai tác động chữa bệnh. Đặt ngón tay vào lỗ tai anh, lấy nước miếng bôi vào lưỡi anh, rồi cầu nguyện ngước mắt lên trời và nói: hãy mở ra, Ephphatha. Để tai bệnh nhân được mở ra và bệnh nhân nói được rõ ràng. Hai việc lạ lùng này cho thấy Đức Giêsu được Thiên Chúa sai đến trần gian vì mục đích cứu độ. Những việc lạ lùng đó chỉ là dấu hiệu làm biểu tượng cho công cuộc giải thoát, cho ơn cứu độ người mang đến. Điểm thứ hai, việc chữa bệnh có những cách thực hành quen thuộc trong các chuyện phép lạ thời xưa, anh chị em. Đức Giêsu đưa người bệnh ra riêng. Chuyện này có ý giữ bí mật cách trị liệu của vị thầy chữa bệnh. Các cơ quan có bệnh được chạm đến. Vị thầy ấn ngón tay trên hai tay điếc, rồi bôi nước miếng trên cái lưỡi ngọng, ngước mắt lên trời là để xin sức mạnh siêu phàm. Thở dài hay rên cũng nhắm mục đích đó, Ephphatha, hãy mở ra. Khi phán lời này, Đức Giêsu cho biết rõ quyền lực của người. Cuối cùng, thưa anh chị em, Thánh Bê-đa đã nói với tất cả chúng ta mà tôi đã nói ở đầu thánh lễ: người Kitô hữu mà không biết lắng nghe lời Chúa là người điếc, và ai không truyền đạt lời tuyên xưng đức tin cho người khác là người câm. Nước miếng mà Chúa Giêsu bôi vào lưỡi người câm có nghĩa là Sabor Domini Sapientiae, nghĩa là hương vị của sự khôn ngoan của Chúa. Còn ngón tay mà Đức Giêsu ấn trên lỗ tai anh điếc tượng trưng cho ân huệ của Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, câu chuyện Đức Giêsu chữa lành người vừa điếc vừa ngọng mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng có thể được coi như một dụ ngôn nói về biết bao hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của chúng ta hôm nay, đặc biệt là những bệnh tật do nhiễm virus corona, nhiễm COVID-19, khiến hơn 4 triệu người trên thế giới đã chết, anh chị em. Và con số đó chưa có dừng lại đâu. Xin Chúa tiêu diệt đại dịch COVID-19, là sự dữ, là cái ác vẫn còn đang làm khổ sở tất cả chúng ta, để tất cả mọi người được bình an và cuộc sống sớm trở lại bình thường. Xin Chúa thương nhậm lời khẩn cầu của chúng con. Amen.